những cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ và các cuộc chiến tranh theo sau nó, khủng hoảng ngân hàng 1907 dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất, đại khủng hoảng 1929 đến 1932-1933 Đức quốc xã nắm quyền, Hitler bành trướng leo thang dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai, khủng hoảng 1947-1953-1958 dẫn đến cuộc chiến tranh Triều Tiên, 1954 chiến tranh Việt Nam. 1956 chiến tranh Ai Cập, 1962 khủng hoảng tên lửa Cuba, 1965 Mỹ tham chiến Việt Nam. Khủng hoảng dầu lửa 1973 dẫn đến cuộc chiến tranh Ả Rập với Israel Mỹ viện trợ. Khủng hoảng năng lượng 1979, 1980 dẫn đến cuộc chiến tranh Afghanistan có Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc tham chiến. Sụp đổ chứng khoán Mỹ 1987 Black Monday dẫn đến chiến tranh vùng vịnh khủng hoảng dotcom 2000, vụ 11 tháng 9 dẫn đến năm 2003 chiến tranh Iraq. Khủng hoảng tài chính 2008 đến năm 2011 nội chiến Syria. Khủng hoảng Covid 2019 2021 đến 2023 diễn ra ở đâu? Các bạn hãy sâu chuối các sự kiện để có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh. Hãy comment ý kiến của mình ở bên dưới nhé. Ở các phần sau mình sẽ đi vào chi tiết từng cuộc khủng hoảng mời các bạn đón xem.